Đây chương trình Tơ Lòng trên Phím Nhạc. Quý vị thính giả thân mến, không biết từ bao giờ âm nhạc đã đến với con người, hiện hữu trong đời sống như một giá trị tinh thần vô giá. Để có những cung bậc ngọt ngào ấy, người nghệ sĩ đã đem hết cảm xúc phó vào những cung đàn vô điệu, trải tơ lòng mình trên phím nhạc và từ đó để lại cho đời những nhạc phẩm mà chúng tôi tin tưởng sẽ còn sống mãi với thời gian. Xin mời quý thính giả cùng chúng tôi bước vào thế giới của tơ lòng trên phím nhạc qua sự diễn đọc của chính tác giả Hồng Phong, Phi Anh và Phi Vân. Trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe. Chương trình Tơ Lòng trên Phím Nhạc kỳ thứ 47, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý sinh năm 1925, quê ở xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Ông là tác giả của nhạc phẩm Dư Âm Bất Tử. Xuất thân trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, cha của ông là trùm một phường bát âm của miền quê Vĩnh Phú, thạo cả hát văn, hát chèo và hát á đào. Thuở bé, Nguyễn Văn Tý học ở trường Quốc học Vinh và được một giáo viên người Pháp dạy cho những bài hát của Tino Rossi đang thịnh hành thời đó. Trong thời gian tham gia hoạt động hướng đạo, ông được một cha cố người Tây Ban Nha cho vào dàn nhạc nhà thờ hát thánh ca. Ở đó, ông được học nhạc lý cơ bản và nhất là nâng cao trình độ hòa thanh, hát bè. Nguyễn Văn Tý còn được một thầy giáo nhạc sĩ người Hoa tên Mạnh Hinh dạy chê đàn guitar Hawaii. Từ năm 1944, ông đi hát trong những phòng trà ở Vinh để kiếm sống. Năm 1945, Nguyễn Văn Tý tham gia phong trào Việt Minh, sáng lập và xây dựng đoàn kịch thơ, kịch nói của Thanh niên Cứu Quốc Nghệ An. Theo lời của Nguyễn Văn Tý, thì ông bắt đầu sáng tác vào năm 1947 khi là trưởng phòng thông tin tuyên truyền huyện Thanh Chương. Nhưng ông coi tác phẩm đầu tay của mình là bài Ai Xây Chiến Lũy, được viết năm 1949. Nguyễn Văn Tý sáng tác không nhiều, đã thế những sáng tác ấy lại ra đời dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản. Vì thế, cho dù có sáng tác nhiều đi nữa cũng như không. May mắn thay, tài năng ấy còn để lại cho đời được một tác phẩm bất hủ, đó là bản Dư Âm. Khi được hỏi về hoàn cảnh ra đời của Dư Âm, nhạc sĩ đã kể lại: ngày xưa, khi sáng tác trong nỗi đau tột độ, tôi đã nghĩ, rồi đây mọi thứ trên đời, đến một lúc nào đó sẽ phải mất đi, chẳng còn gì để mà nhớ thương luyến tiếc. Nếu có còn lại, thì đó chỉ là dư âm của một thời quá khứ mà thôi. Lúc ấy là năm 1949, tôi đang làm trưởng đoàn văn công của sư đoàn 304. Trong kỳ nghỉ phép, một người bạn thân rủ tôi về nhà anh ấy để chơi tận Quỳnh Lưu, Nghệ An. Nhà anh bạn có hai chị em gái, cô chị 22 tuổi và cô em 16, mà lúc ấy tôi đã 26 tuổi. Hình như ý muốn của anh bạn là cốt để cho tôi dính với cô chị, để chúng tôi trở thành anh em. Thuở ấy, con gái đến tuổi 18 hay 20 mới được phép nói chuyện lấy chồng. Cái luật gia phong của ông cha mình là thế, không ai dám cưỡng lại. Vì vậy,
người chị 22 tuổi phải ra mắt, còn cô em 16 tuổi thuộc diện chưa đến tuổi cập kê nên phải lánh mặt. Tôi đã gặp người chị và cũng đôi lần trò chuyện nhưng không thấy có cảm xúc gì, có lẽ là do cái duyên, cái số. Đến một hôm, chúng tôi đang ngồi cạnh nhau thì cô em gái bất thần xuất hiện, đến sau lưng chị, tì cầm vào ghế chị ngồi và nhìn tôi với đôi mắt đen tròn lay láy. Ôi, đôi mắt kỳ diệu đã hút hồn khiến tôi sững sờ, đờ đẫn, rồi lặng im như người mất hồn. Hôm sau, dưới ánh trăng, khi anh bạn cùng tôi uống trà ở ngoài sân, cô em ra ngồi hong tóc ở thềm hoa, cách tôi một cái sân rộng. Cô ôm đàn, quay lưng lại phía tôi. Cô hát gì tôi cũng không rõ, nhưng có vẻ như say đắm lạ thường. Tôi ra về, mang nặng trong lòng một sự tan vỡ, một dáng em đang ôm đàn dưới trăng. Về đến đơn vị, trong lòng tôi cứ vang lên một nét nhạc, đêm qua mưa giáng. Đêm hôm ấy, khi mọi người đã ngủ, tôi xuống bếp, khoanh tròn tấm cót cùng với cây đàn và ngọn đèn dầu, ngồi viết dư âm. Thời gian trôi đi, bài hát dư âm đã vào phim Kiếp Hoa của vùng tạm chiếm Hà Nội, ca khúc được khắp nơi biết đến. Cuối năm 1957, khi tôi cùng Nguyễn Xuân Khoát, Đỗ Nhuận, Lưu Hữu Phước, Văn Cao được chỉ định thành lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam, lúc bấy giờ tôi đang là ủy viên chấp hành khóa đầu tiên của hội, thì báo Nhân Văn ra đời. Theo ý của anh Lưu Hữu Phước, Văn Cao, tôi nên đi vắng để tránh tờ báo ấy. Tôi nghe theo và đi nghiên cứu dân ca. Năm ấy, Hằng là tên của cô em, cũng đã được 24 tuổi. Thì ra hồi ấy, cô ấy có đi kháng chiến mà tôi không biết. Một chiều đi đến Vĩnh Yên, trời sắp mưa, tôi ghé vào một doanh trại trên đồi để trú mưa. Nhưng vừa nộp xong giấy tờ cho bảo vệ, tôi bỗng thấy một người trong trang phục quân đội chỉnh tề từ xa đi tới. Tôi giật mình hoảng hốt khi nhận ra người đó chính là Hằng. Hình như cô ấy cũng nhận ra tôi nên dừng lại từ xa. Tôi vội vàng vào trạm bảo vệ xin lại giấy tờ, rồi như một người mất hồn, đi qua mặt cô ra cổng và đi thật nhanh như chạy trốn. Kỳ thực, trong thâm tâm tôi lúc ấy chỉ nghĩ rằng không muốn để ai hiểu lầm, tôi mượn cớ để gặp người mình yêu. Sự hội ngộ bất thần sau 8 năm là một cú sốc đối với cô ấy. Sau này, có lần một người bạn thân của cô hỏi, mày có nhớ ông Tý không? Thì cô đã trả lời ngay, ông Tý nào? Ông Tý dư âm ấy mà. Cô không nói câu gì, chỉ im lặng. Thấy vậy, cô bạn lại nói, mày tệ lắm, người ta yêu mày đến thế mà mày thì chẳng nhớ gì. Nhưng cô vẫn im lặng. Cô bạn của cô giận lắm, không nói gì thêm nữa. Về nhà kể với anh trai mình sự gặp gỡ này, anh cô lại là bạn thân của tôi. Một hôm đến kể cho tôi nghe, tôi vội can, thôi đừng trách cô Hằng, tôi đã nói gì đâu, cô ấy có được gần tôi phút giây nào đâu mà biết. Bản thân tôi nghĩ, dù sao thì bây giờ cô ấy cũng đã có chồng, có con rồi, tôi yêu làm sao được nữa. Nói thế nhưng kỳ thực là đến bây giờ và suốt cuộc đời, có lẽ tôi vẫn yêu. Tôi không sao quên được đôi mắt và nụ cười của người con gái 16 tuổi ấy. Đến bây giờ tôi vẫn yêu là yêu cái dư âm đó thôi, chứ làm gì có cái thật để mà yêu. Mà cái dư âm thì còn mãi, yêu như thế cũng được và cũng tốt đấy chứ. Đêm qua mưa giáng em đang ôm đàn dịu muôn tiếng tơ, không gian trầm lắng như âu yếm ru ai trong giấc mơ. Mái tóc nhẹ rung trăng vờn làn sóng, yêu ai anh nắm cung đàn đầy vơi đôi mắt xa vời. Anh yêu tiếng hát em như lời nguyện đẹp bao ước mơ. Anh như lầu vắng em như ánh trăng gieo muôn ý thơ, muốn nói cùng em đôi lời
chiều mến. Tìm anh băng giá đang ngại ngùng câu năm tháng mong chờ. Hẹn em từ muôn kiếp trước, nhớ em mấy thuở bạc đầu. Anh đã âu sầu vì đường tơ vương vấn, em để cũng đàn đưa anh về đâu. Dư âm tiếng hát reo lên trong lòng anh bao nhớ nhung, để mê lòng nhớ đêm qua giấc mơ môi em hé rung. Anh muốn thành mây nương nhờ làn gió, đưa anh tới cõi mơ hồ nào đây muôn kiếp bên nàng. Đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dịu muôn tiếng tơ, không gian trầm lắng như âu yếm ru ai trong giấc mơ. Mái tóc nhẹ rung trăng vờn làn sóng, yêu ai anh nắn cung đàn đầy vơi. Đôi mắt xa vời, anh yêu tiếng hát êm như lời nguyền đẹp bao ước mơ. Anh như lầu vắng, em như ánh trăng gieo muôn ý thơ. Muốn nói cùng em đôi lời chiều mến. Tim anh băng giá đang ngại ngùng câu năm tháng mong chờ. Hẹn em từ muôn kiếp trước, nhớ em mấy thuở bạc đầu. Anh đã âu sầu vì đường tơ vương vấn, em để cũng đàn đưa anh về đâu. Dư âm tiếng hát reo lên trong lòng anh bao nhớ nhung, để mê lòng nhớ đêm qua giấc mơ môi em hé rung. Anh muốn thành mây nương nhờ làn gió, đưa anh tới cõi mơ hồ nào đây muôn kiếp bên nàng. Chính bài hát dư âm này đã khiến cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý bị đơn vị đưa ra kiểm điểm vì đã sáng tác một bài hát quá ủy mị, không hợp với thời toàn quốc đang kháng chiến lúc đó. Hầu như bài hát này bị cấm trình diễn ở miền Bắc trong nhiều năm dài và chỉ được phổ biến rộng rãi ở miền Nam tự do sau này. Năm 1951, ông giải ngũ và sau đó lập gia đình với cô Bạch Lệ, là em gái của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, tác giả nhạc phẩm Đêm Đông. Đầu năm 1961,
ông được biệt phái về Hưng Yên. Thời gian này, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đã viết một số ca khúc như Chim Hót Trên Đồng Đay, Dòng Nước Quê Hương, Tiễn Anh Lên Đường. Vào năm 2004, lúc được 79 tuổi, ông bị tắc nghẽn mạch máu não 2 lần và bị liệt, nhưng dần dần hồi phục. Vì vậy, chúng ta mới nghe được những lời phát biểu và nhận xét thật xác đáng của ông về chế độ cộng sản hiện ở trong nước. Với số tuổi đời hơn 82, nhưng thần trí của ông vẫn còn rất sáng suốt. Trong trí nhớ của một người đã bước qua tuổi 80, vẫn còn bảng lãng đâu đó hình ảnh của một cô gái ôm đàn và hát năm nào, ông Ví Von. Một trong những nhạc sĩ được phỏng vấn ở chương trình Asia 55 đã để lại thật nhiều ấn tượng và nỗi bàng hoàng xúc động cho khán giả chính là nhạc sĩ lão thành Nguyễn Văn Tý. Cuộc đời của nhạc sĩ khá thăng trầm và nhiều lận đận từ những ngày còn trẻ cho đến lúc tuổi già xế bóng. Trong đoạn video phỏng vấn ông vào năm 1995, chúng ta thấy nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý thật khỏe mạnh, yêu đời và rất vui vẻ. Tâm sự về bài hát Dư Âm của ông, sáng tác cách đây gần 60 năm với những kỷ niệm và những cảm xúc như mới vừa xảy ra, và nhắc lại những lời ca êm ái, mượt mà trong bài hát. Nhưng trong đoạn phim sau đó, khi gặp lại ông vào tháng 5 năm 2007, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đã tỏ ra thất vọng, chán chường và phát biểu những lời không ai có thể ngờ được như: Tôi bây giờ phải nói thật với các bạn là tôi sống khổ, sống rất khổ, thiếu thốn mọi thứ, mà tôi trách cái xã hội. Tôi chỉ sống bằng tình thương cảm của anh em bạn bè. Bạn bè đến thăm tôi, thấy tôi khổ thì có bao nhiêu tiền móc ra cho tôi. Tôi quý những đồng tiền đó lắm. Có điều tôi muốn nói là tôi nhận thấy không có chế độ nào bẩn thỉu như cái chế độ này. Nó coi người ta như rơm rác, nó không coi con người ra gì cả. Những lo lắng, mưu sinh đôi lúc làm ông thấy ngượng với chính mình. Ông bảo: Nhiều người cứ hỏi tôi thích cái gì. Tôi không thích gì cả, chẳng có nhu cầu gì cho mình. Tôi chỉ muốn có thêm ít tiền để cho con, cho cháu. Nhưng nói ra điều ấy thì mình ngượng quá. Nghe mà lạnh mình, tại sao vậy? Tại vì nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý là một nhạc sĩ đã có nhiều bài hát được trình diễn trong vài chục năm dài, kể từ thời tiền chiến và sau này. Và trong quá khứ, ông cũng đã được chế độ cộng sản ưu đãi so với nhiều văn nghệ sĩ khác. Năm 2005 và 2006, ông đã được tôn vinh trong những đêm vinh danh tác phẩm Nguyễn Văn Tý. Thế nhưng bây giờ ông lại trở nên bất mãn và không sợ hãi gì mà nói thật lòng mình cho những phóng viên từ nước ngoài trở về gặp ông tại nhà riêng. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý chuyển hẳn vào Sài Gòn sống từ năm 1975. Như vậy, ông đã sống gần nửa đời người ở đây, sống giữa thành phố ồn ào. Nhưng nhạc sĩ cho biết ông thấy mình chưa hề nhập cuộc với nó, và giờ đây thì cảm giác ấy hiển hiện. Giọng ông buồn buồn, đã sắp đi hết hành trình của kiếp người. Cái còn lại an ủi ông là những bài hát, những người yêu nhạc. Thiết tưởng đối với nghệ sĩ đó là điều quý nhất. Nhưng bất chợt ông chỉ vào mảnh giấy, ghi thứ tự tên bài hát, chiếc máy hát, rồi than thở: Không còn thứ gì cả, một đống tài liệu. Các bài hát này với thời gian rồi sẽ mất đi. Giờ thì ít người hát nhạc của tôi lắm. Họ tội gì mà hát mãi những bài ca cũ. Những bài hát này chỉ là những dư âm còn lại. Giá trị nghệ thuật của nhạc phẩm dư âm thì vẫn còn lấp lánh. Còn câu chuyện của dư âm thì bẽ bàng. Năm 1988, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý ở tuổi 64 tiếp tục có một mối tình khác. Đó là một phụ nữ có đôi mắt long lanh, lúc thì như một ánh sao trời, lúc thì như một giọt sương rơi.
Chính đôi mắt ấy đã khiến nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý lại bàng hoàng nhớ về đôi mắt ngày xưa. Vì thế, ông đã sáng tác một bản tình ca nữa đặt tên là Một Ánh Sao Trời, hay ông còn gọi là Dư Âm 2. Ông đã tâm sự: "Thế là tôi làm bài hát Một Ánh Sao Trời. Làm xong, tôi đã trân trọng để tặng cô. Ban đầu thì cô tiếp nhận, nhưng sau hình như cô hiểu ra điều gì nên đã trả lại cho tôi tất cả những kỷ niệm đã trao rồi xa lánh tôi." Chuyện gì đã xảy ra? Bởi vì ở đoạn cuối của bài hát Một Ánh Sao Trời, ông đã viết rằng: "Để dư âm vang mãi trong tiếng em cười, để ta thương nhớ một đời riêng tôi." Chính lời nhạc này đã làm cho người yêu mới của ông cảm thấy tự ái, vì nghĩ rằng mình chỉ là một phiên bản của người con gái trong dư âm ngày nào. Sau khi cuộc tình tan vỡ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý cứ mãi trách bản thân mình vì những lời nhạc đã viết trong nhạc phẩm Một Ánh Sao Trời. Nhưng biết làm sao được, khi trong hồn ông, những hư thực của ca khúc dư âm mãi mãi cứ là một nỗi ám ảnh khôn nguôi. Và ước nguyện sâu kín nhất vẫn chỉ là: anh muốn thần mây nương nhờ làn gió, đưa anh tới cõi mơ hồ nào đây muôn kiếp bên nàng. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc cuối cùng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, nhạc phẩm mà ông đã gọi là Dư Âm 2. Cũng chính ca khúc này đã làm tan vỡ cuộc tình của người nhạc sĩ khi đã bước vào lúc tuổi già bóng xế. Ca khúc có tựa đề Một Ánh Sao Trời qua tiếng hát của Tô Thanh Phương. Một ánh sao trời ở giữa cuộc đời, ánh sao trần thế chiếu vào tim tôi. Đây là ánh sao hay giọt sương rơi, vì đâu lấp lánh, vì đâu chơi vơi. Chưa kịp hiểu ánh mắt em cười, mà sao giọt nước đã thành sương rơi, mà ngôi sao biết nói không nói nên lời, để tôi trong ngóng một đời riêng tôi, để tôi trong ngóng một đời riêng tôi. Kịp hỏi ánh mắt đâu rồi, mà sao trần thế tiếng đàn buông lơi, để dư âm vang mãi trong tiếng em cười, để tôi thương nhớ một đời riêng tôi, để tôi thương nhớ. Giữa cuộc đời
ánh sao trần thế chiếu vào tim tôi. Đây là ánh sao hay giọt sương rơi, vì đâu lấp lánh, vì đâu chơi vơi. Tôi chưa kịp hiểu ánh mắt em cười, mà sao giọt nước đã thành sương rơi. Mà ngồi sao biết nói, không nói nên lời, để tôi trong một đời riêng tôi, để tôi trong ngóng một đời riêng tôi. Tôi chưa kịp hỏi ánh mắt đâu rồi, mà sao trần thế tiếng đàn buông lơi, để dư âm vang mãi trong tiếng em cười, để tôi thương nhớ một đời riêng tôi, để tôi thương nhớ một đời riêng tôi. Nguyễn Văn Tý đã đem hết tâm huyết sáng tác để phục vụ cho chế độ miền Bắc. Chính vì thế, ngoài bản tình ca dư âm, có thể nói những nhạc phẩm khác của ông đã không chiếm được một vị trí lâu dài vững vàng và tồn tại trong lòng người yêu nhạc. Cũng vì thế, chúng ta có thể xếp Nguyễn Văn Tý vào chung với những người chỉ sáng tác một lần, nhưng tác phẩm ấy sẽ không bao giờ bị quên lãng. Cả hai nhạc phẩm có thể nói là hai ca khúc duy nhất được Nguyễn Văn Tý sáng tác theo khuynh hướng tình ca, đó là Dư Âm và Một Ánh Sao Trời, được viết về hai người thiếu nữ cũng như hai cuộc tình của ông, và cả hai mối tình ấy đều không có kết quả tốt đẹp. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đã qua đời tại Sài Gòn năm 2019, hưởng thọ 94 tuổi. Ông đã ra đi, nhưng nhạc phẩm Dư Âm của ông thì vẫn còn ở lại mãi mãi trong lòng những người yêu nhạc. Quý vị vừa lắng nghe chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc kỳ thứ 47 dành tưởng nhớ nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Xin trân trọng gửi lời chào tạm biệt đến toàn thể quý vị khán thính giả khắp mọi nơi, và xin chân thành gửi lời cảm ơn cho sự theo dõi, lắng nghe chương trình trong suốt thời gian qua. Xin quý vị tiếp tục ủng hộ tinh thần cho chúng tôi bằng cách đăng ký kênh, để lại lời bình luận cũng như chia sẻ chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc đến với những người quen. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.